Rồi, ra làm con rùa nhờ. Có được cái level 4 có ulti hết rồi. Ôi tầm này con Lapu-Lapum level 4 khỏe lắm. Thôi xong, mất đi chiêu 1 đến từ Karina. Thế thì chạy bằng cái lông đách à. Pẹt, pẹt, pẹt. Ui, đam kìa. Có khác gì con Saber đâu anh em. À, ở đây có em Odin đấy anh em này. Em Odin tình thương mến thương. Ui dồi ôi, kinh thật. Rồi, tiếp tục là cái con rùa thứ hai. Trời ơi, bình thường những cái thằng rừng khác là phải chờ đồng đội đúng không? Đây không, Lapu-Lapu vào luôn. Ôi dồi ôi, ăn mắt báo đu ra bên này. Trời ơi, thì bạn không thể nào mà có thể gọi là làm gì được cả. Cưng thật. Đường dưới, lại một lần nữa tôi đào xuống đường dưới. Ui dồi, con Lapu-Lapu này nó không cần mana anh em ạ. Nó chẳng cần gì cả, nó đi ganh kinh vãi ổ. Bộ skill lại còn hồi chiêu nhanh. Đây rồi, vạch Sana. Không chế ạ, hoảng loạn, hoảng loạn. Hoảng loạn lên bảng vạch Sana. Tiếp đến là một scope hư. Trời ơi, bài như thế này mà sao không ai thấy cấp đi rừng nhở. Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ để mà đến với chiến binh thảo nguyên Lapu-Lapu. Một trong những cái vị tướng đấu sĩ có thể nói là rất ngon ở những cái mùa giải gần đây đến từ bộ kỹ năng của cái anh chàng cầm cho mình đó là cái đôi sòng đào này. Thì cái con Lapu-Lapu này bình thường nhiều người chơi là hay sử dụng, cũng như là anh em có thể thấy trong giải đấu là nhiều người đang sử dụng cái con này để mà đi đường kinh nghiệm đúng không anh em? Ủi Lapu-Lapu đi đường kinh nghiệm bát cháy bọ chét luôn. Bởi vì anh ta có được cho mình đó là cái khả năng giao tranh đế từ cái chiêu cuối hóa thành đang từ dạng song đao hóa thành dạng đại đao lao vào bổ rất ghê. Vậy thì liệu rằng Lapu-Lapu có phải chỉ sinh ra để đi đường kinh nghiệm không? Hay là vị tướng này vẫn đi được những đường khác? Thế thì cùng với Mỡ tìm hiểu ở trong cái video clip mà Mỡ sử dụng Lapu-Lapu đi rừng anh em nhá. Trận đấu này Mỡ cầm Lapu-Lapu đi rừng. Vì thế cho nên là khi mà Mỡ nhìn vào team Mỡ thì Mỡ thấy là team Mỡ đủ tanh rồi. Với Ruby, với Alpha, cho nên trận đấu này Mỡ có lẽ là giai đoạn đầu game Mỡ sẽ không lên tanh, mà Mỡ sẽ lên một Lapu-Lapu gần như là có thể nói là cực kỳ nhiều đam. Với cái lưỡi hái thợ săn, lưỡi hái thợ săn và gươm tuyệt vọng anh em ạ. Đây là hai cái bộ trang bị cho rất nhiều đam. Riêng lưỡi liềm thợ săn thì nó không những cho đam, nó cho tốc độ di chuyển, nó cho giảm hồi chiêu và nó cho xuyên giáp. Còn trang bị gươm tuyệt vọng thì nó cho rất nhiều đam và tốc độ di chuyển. Đấy, mang đến cho anh em một con Lapu-Lapu gần như là full đam. Rồi, ok, thì để xem gọi là cái con Lapu-Lapu này đam đủ nó sẽ là như thế nào anh em nhá. Ở trong trận đấu này thì Mỡ vừa có được một cái tình huống đi ganh ở đường giữa, nhưng tốc biến về đến từ vị trí của Odin. Được cái là cái con Lapu-Lapu này Mỡ nghĩ là nó đi rừng tương đối ổn, bởi vì bộ kỹ năng của Lapu-Lapu hồi chiêu rất nhanh. Đâu đấy nó chỉ rơi vào khoảng tầm từ 6 đến 7 giây với những cái skill thường, và chiêu cuối nó chỉ khoảng độ tầm 20 mấy giây thôi. Tức là cái con Lapu-Lapu này có thể dùng chiêu cuối gần như là liên tục. Ở đây là phát hiện ra được đó là cái vị tướng Karina, trừng phạt giảm tốc độ di chuyển và sau đó bổ chiêu một làm choáng, sau đó tam liên chảm. Mà gọi là tam liên chảm luôn, bởi vì đúng là tam liên chảm chém 3 phát mà anh em. Như anh em lưu ý rằng là cái tam liên chảm của con Lapu-Lapu này nó cũng giống như là cái tam liên chảm của con Saber vậy. Khi mà tam liên chảm của con Lapu-Lapu thì cái phát bổ cuối cùng nó cũng rất là đau. Anh em hiểu không? Đấy, cho nên là cái con Lapu-Lapu này đôi khi anh em gọi nó là cái con Saber phiên bản đấu sĩ, nó cũng là ok la luôn. Rồi, sẽ làm tình huống ăn rùa thành công, bởi vì trước đó Mỡ đã kết liễu đi được Karina, kèm theo đó là cái vị tướng Odin bên phía của team bạn mang về 2 điểm hạ gục bên phía của Tô Mỡ. Nhưng trong khi đó thì ở đường dưới lại có một cái tình huống gọi là đổi mạng giữa xạ thủ với xạ thủ khi mà Wanwan và Moskov đã phải lên bảng điểm số, và đứa hưởng lợi ở đây đó chính là Ruby. Rồi ok, Mỡ sẽ bây giờ để mà có thể tối hóa được cái sức mạnh của con Lapu-Lapu này thì anh em lưu ý là chúng ta chỉ ăn bùa đỏ và bùa tím thôi nhá. Ăn xong hai cái con bùa này là chúng ta liên tục đảo đi ganh. Cái mục tiêu mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là đường dưới, kèm theo đó là đường giữa, bởi vì đường giữa với cái con Odin này nó rất là mỏng và rất là dễ ganh.
Nhưng mà cái con Audit này đánh nó cũng khá là bó cẩn anh em ạ. Bởi vì như anh em có thể thấy là lúc đầu game mở ra gành nó cầm tốc biến, nó tốc biến ngay lập tức đi anh em ạ. Đánh rất cẩn thận đến từ vị trí của pháp sư bên phía của team bạn. Trong khi đó thì ở đường dưới đang có gọi là tin vui. Tin vui đến từ vị trí của Karina. Karina ít máu đứng ở trong bụi biến về, mỡ lướt vào một tình huống gọi là dùng chiêu 1 là kết liễu đi được, đó là Karina. Mỡ còn bó cẩn dùng thêm cả cái chiêu cuối cơ anh em ạ. Nhưng ở đây là có cái vũ khúc thiên nga của Odin múa rất kinh. Nhưng mỡ là cứng. Cái con Lapu-Lapu này nó cứng lắm anh em ạ. Cho nên là mỡ không hề hấn gì cả. Giao tranh được nổ ra. Ở đây là vị tướng Moskov đánh cực kỳ hổ báo. Anh ta muốn có được mạng của Wanwan nhưng anh ta hơi đen vì cái tình huống vừa xong anh ta chỉ có một hit nữa thôi là Wanwan đi bụi rồi. Nhưng anh em ạ, trên đời này cái chữ nhưng này nó nghiệt ngã lắm. Và cuối cùng là anh ta cũng phải lên bảng điểm số chứ không phải là Wanwan. Ok, ở phút thứ tư mỡ đã có được 3 mạng hạ gục rồi. Cầm cái con Lapu-Lapu đi rừng thì mỡ chợt nhận ra rằng là cái vị tướng này đi rừng quá ngon. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy là ngoài cái khả năng áp sát của Lapu-Lapu, Lapu-Lapu đi ganh là nó có tận 2 kỹ năng áp sát luôn. Đầu tiên là cú lướt đến từ chiêu 2 và cú lướt đến từ chiêu cuối. Anh em hiểu không? Ở bên cạnh đó là cái nguồn sát thương của Lapu-Lapu ở giai đoạn đầu game là nó không phụ thuộc vào đồ. Bởi vì cái skill của Lapu-Lapu đam cực kỳ là to luôn. Cho nên là nó có thể đi ganh có thể nói là rất dễ dàng. Nếu như không muốn nói là quá tuyệt vời. Cái nhược điểm của con Lapu-Lapu, mỡ nghĩ là cái ưu điểm thì mỡ kể không hết bởi vì nhiều ưu điểm quá. Mà cái nhược điểm của con Lapu-Lapu ở đây anh em biết là gì không? Nhược điểm của Lapu-Lapu ở đây đó là cái bộ skill nó hơi khó dùng, đặc biệt là cái chiêu cuối rất dễ chém trượt. Nhưng nếu anh em mà chém chuẩn thì anh em nhìn này một tình huống là mỡ nhảy vào vị trí của Odin. Odin chói mỡ nhưng mỡ đang dồn, đó là tam thiên trảm, sau đó lao vào đấy từ chiêu 1 làm choáng kết liễu đi được Odin trong vòng vây của ba thành viên bên phía của team bạn. Họ có 4 người ở đây, tính cả cái con thực thể nhưng không cứu nổi Odin. Đã không cứu được Odin thì chờ lại còn không ấp diêm đi được Lapu-Lapu trong tay của Tobe. Và như vậy là đành phải ngậm ngùi nhìn Odin lên bảng điểm số. Mỡ vẫn còn sống nhăn răng ở thời điểm hiện tại và sẽ khởi động cho mình đó là cái con lót này. À đâu, đó là cái con rùa này. Đi rừng thì chúng ta lưu ý kiểm soát rùa anh em nhá. Rùa ra turn nào thì cố gắng ăn turn đấy. Trong trường hợp đồng đội của chúng ta không giúp được chúng ta thì chúng ta không ăn mà thôi. Còn thì về cơ bản là chúng ta vẫn cứ là ăn một cách gọi là cực kỳ nhiệt tình. Và ở đây, ui, một tình huống tông xe đến từ đó là Johnson. Ui, team bạn có combo Johnson Odin anh em ạ. Kể liệu đi được đó là God. Và có được cho mình đó là cái mạng hạ gục bên phía của người chơi pháp sư. Bên phía của team mỡ anh em ạ. Rồi ok, để xem nào. Đánh như thế nào đây anh em ơi, đánh như thế nào đây anh em ơi, đánh như thế nào đây. Trận đấu này mỡ cứ tưởng mỡ xanh nhưng mà chung quy thì anh em có thể nhìn thấy team bạn đang hài hòa hơn ở các đường còn lại khi mà họ cũng đã có được tới 6 mạng hạ gục rồi. Mỡ, team mỡ có được 6 mạng nhưng mà đấy là cá nhân mỡ có được 4 mạng mà thôi. Đó là 4 mạng và 1 mạng hỗ trợ. Chính ra team mỡ đánh nhau tương đối yếu ở những cái đường còn lại và khá là phụ thuộc vào cái việc di chuyển đến từ vị trí của tô mỡ. Thôi không sao anh em ạ, đây là cái lúc mà mình cần tỏa sáng, lúc đồng đội cần mình là đây chứ đâu. Ok, thì cái trận đấu này vẫn như mọi khi thôi, mỡ vẫn sẽ lên full đam, mỡ cầm cái lưỡi liềm thợ săn, sau đó là mỡ sẽ lên cho mình đó là cái gươm tuyệt vọng. Đường dưới sẽ làm tình huống mà mỡ di chuyển xuống, mỡ đang đi mon men lạng lách, ui rồi luôn cúi, đứng ở đây xem như thế nào. Để xem team bạn nó sẽ ra làm sao. Có Odin. Ui, con mẹ Odin này kinh thật đấy. Phút thứ 6 nó đã cầm cái giáp bất tử. Nó rén mỡ à? Này chị, giáp bất tử này. Ui sổ ôi, giáp bất tử này. Nhưng mà không ngăn cản được tình cảm của mỡ đến với Odin. Sổ ôi, cái em Odin này cầm cái giáp bất tử sớm có khác gì mỡ đi ganh Nana đâu. Đúng không anh em? Nana nó còn khó chịu là nó còn chạy được trong lúc nó kích nội tại. Nhưng mà em Odin này thì bốc đừng yên luôn anh em ơi. Đứng dưới một tình huống mỡ xuống, lao vào dồn sát thương nhưng không hạ gục đi được ai cả. Ui, mỡ chém thấy chậm. Bởi vì là cái con Johnson nó có băng thạch nhưng không hề gì cả. Bởi vì tam liên chạm đến từ tô mỡ quá nhiều sát thương đi. Và vạch Sana lên bảng tiếp tục là double kill đến từ Moskov. Ủa dồi ôi, đi ganh gọi là tứ tung, gọi là tới tấp như thế này thì tại sao không ai sử dụng cái con Lapu-Lapu này đi rừng nhở? Nó quá là ngon đi, anh em hoàn toàn có thể đánh ổn. Với cái việc sử dụng cái con Lapu-Lapu này đi rừng thì anh em hoàn toàn có thể sẽ có được cho mình một cái giai đoạn khởi đầu game nó tương đối ổn. Nhưng mà cũng nghĩ vì sao nhiều người chơi cũng như là nhiều pro player người ta không sử dụng Lapu-Lapu đi rừng. Bởi vì khi mà anh em đi rừng ý thì mỡ nghĩ rằng nó sẽ phức tạp cho Lapu-Lapu hơn là đi đường kinh nghiệm. Vì rõ ràng anh em đi rừng, anh em đi đường kinh nghiệm thì Lapu-Lapu vẫn lên level 4 một cách rất là nhanh chóng. Đi đường kinh nghiệm thì con Lapu-Lapu nó chỉ tập trung vào cái việc đi đường, có được cái level 4 đè đường và đẩy đường, sau đó cuối kia nó biến thành tanh, anh em hiểu không?
Còn nếu như mà anh em đi rừng thì ngoài cái việc farm rừng ra thì anh em cần phải làm rất là nhiều tác vụ, nó trở nên phức tạp hơn với Lapu-Lapu là rất nhiều. Và quan trọng nhất như vợ còn nói với anh em ý là cái khả năng gây sát thương của Lapu-Lapu với late game là rất hên xui. Vì cái tam lên chảm anh em nhìn này, đam rất to, rất phê, nhưng có một cái vấn đề là nó rất dễ trượt. Đấy, mấy ông đi rừng mà đam kiểu hên xui như vậy thì thôi không ổn. Và một vấn đề nữa là nếu như mà đã pick Lapu-Lapu đi rừng mà late game lại có lên tanh ý, thì thà những cái người chơi chuyên nghiệp người ta pick con Phaedrin có khi nó còn ngon hơn rất là nhiều so với Lapu-Lapu. Vì thế cho nên có lẽ Lapu-Lapu ở thời điểm hiện tại chỉ là nên đi đường kinh nghiệm mà thôi. Và đi đường kinh nghiệm thì anh em lưu ý là nếu như mà đầu game anh em xanh thì anh em có thể lên đồ đam nhé. Nhưng mà cuối game nếu anh em cảm thấy anh em bị thọt, hãy đổi sang đồ tanh. Bởi vì cái lượng sát thương mà anh em có được đến từ đồ so với cái khả năng chống chịu ý, thì mỡ nghĩ là nó vẫn ngon hơn đến từ cái khả năng chống chịu. Còn sát thương thì Lapu-Lapu về cơ bản sát thương đến từ skill nó đã to rồi. Chẳng qua là mình cần thêm đồ đam ở giai đoạn đầu game là để gọi là hấp diêm team bạn, với cả khiến cho team bạn nó thọt cho nó dễ thôi. Chứ nếu như mà team bạn nó kéo được đến cuối game mà team bạn nó xanh được ý, thì lúc đấy Lapu đam nó còn chẳng giải quyết được cái gì nữa rồi anh em ạ. Thà lên tanh có khi nó còn ổn áp và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rồi ok, đó là những cái chia sẻ đến từ vị trí của mỡ. Sau đó thì mỡ cũng đã có được một tình huống quét đường giữa, nhưng ở đường trên là có vị trí của Vạch Sana. Vạch Sana có mặt ở đây, không biết là cô ta có biết mỡ ở đây không, nhưng mà chắc chắn Vạch Sana đang đứng trong bụi để mỡ vào luôn. Lượt lên một tình huống dùng skill chuyển sang dạng đại kiếm, Vạch Sana hỏa tiễn. Nhưng xin nhớ rằng ở trong chiêu cuối dạng đại kiếm của Lapu-Lapu, khi mà anh ta thi triển 3 nhát chém thì anh ta miễn nhiễm CC. Anh em hiểu không? Cho nên là cái con Vạch Sana này là nó sẽ không thể nào đẩy lùi, hoặc là bất kỳ khống chế nào cũng không thể nào ngăn cản được cái tình huống chém 3 chém đến từ cái con Lapu-Lapu này. Ông nào mà chưa biết về combo của Lapu-Lapu thì đề nghị gọi là xem lại những cái video clip trước đây mà mỡ có làm. Còn nếu như mà chưa biết thì ở trong video clip này thì đơn giản thôi. Combo của Lapu-Lapu anh em cứ hiểu đơn giản là như thế này: dùng hết chiêu ở dạng song kiếm, sau đó chuyển thành dạng đại kiếm là được. Đấy, đây là dùng hết chiêu ở dạng song kiếm, chuyển thành dạng đại kiếm, làm choáng đi các thành viên bên phía của team bạn, và ba chém kết liễu đi được Karina. Một Karina đang rất xanh chín, shut down đi được cô ta. Sau đó hạ gục đi được Moskov và tiến Johnson lên bảng đếm số. Đại thắng lợi giao tranh ở đường dưới đến từ team mỡ. Và dĩ nhiên rồi, top mỡ vừa là tanker vừa là dam dealer. Anh em thấy được cái con Lapu-Lapu này nó kinh khủng không anh em? Đấy, rất ngon mà lại không hề ngầy đến từ Lapu-Lapu ấy kìa. Ông Ruby không ra giúp tôi ăn cho mình đó là cái clone này à? Chắc là nghĩ tôi ăn được rồi đúng không? Ê, ông Wan ơi, đi bụi bây giờ, Wan ơi. Rồi, bùa tím trong phần rừng của team bạn thì không có, hơi tiếc. Tình huống sau mà có bùa tím thì chắc chắn đó là những cái lợi thế là liên tiếp được kết nối đến từ bên phía của mỡ. Team bạn trận đấu này họ mất đi cho mình rất nhiều lợi thế ở giai đoạn cách đây một vài phút trước, khi mà mặc dù Karina team bạn khá xanh nhưng cái chất tướng của Lapu-Lapu nó đi rừng nó lại lên đam, nên là nó dồn đam đau vãi hò luôn. Đường trên một tình huống mà team bạn đang vây hãm vào đó là Alpha. Mỡ thấy Alpha lên bàn điểm số nhưng mỡ sẽ đi tắt đón đầu vào vị trí các thành viên bên phía của team bạn, nhảy vào đến từ chiêu cuối dạng đại kiếm, bị hoảng sợ đến từ Vạch Sana, nhưng mỡ chém được 3 chém lên bảng điểm số là Odin. Đó là Vạch Sana bay màu, Odin hồi sinh dậy đến từ cái giáp bất tử, và Odin cũng đi bụi luôn. Odin tầm này chỉ biết thét lên Odin, và team bạn mất đi hai pháp sư. Hai pháp sư có khả năng thủ đường, chỉ còn lại Karina, Johnson và Moskov thì không biết là có thủ được đường không. Câu trả lời ở đây thì có lẽ là được, nhưng ở đường dưới mỡ sẽ xuống anh em ạ. Lướt một nhịp này, chiêu cuối dạng đại kiếm, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ phải sử dụng cả toàn bộ skill đến từ cái chiêu song đao xong rồi chúng ta mới chuyển thành chiêu dạng đại kiếm đâu anh em nhá. Mà bất kỳ khi nào anh em cảm giác là anh em có thể áp sát được cái địch thì anh em lúc đấy chỉ cần lướt lên đến từ skill 2, sau đó dùng chiêu cuối để chuyển thành dạng đại kiếm. Đấy, thì khi mà chuyển thành dạng đại kiếm anh em sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nếu như mà kẻ địch nó không thể nào chạy thoát được rồi thì anh em dùng luôn chiêu cuối cho mỡ, được chưa? Còn nếu như mà lựa chọn thứ hai mà anh em thấy kẻ địch nó có thể chạy thoát được thì anh em nhớ dùng chiêu 1 trước, sau đó anh em dùng chiêu cuối. Đó, như ở trong tình huống này mỡ bổ trượt đến từ chiêu 1. Nhưng ulti của Odin bây giờ làm sao mà thấm được vào mỡ? Mỡ xanh quá rồi, tầm này đánh vui vui, đánh linh tinh cũng thắng anh em ạ. Hư! Mỡ đùa anh em ơi. Còn Moskov nó bắn kìa. Trời ơi, chết rồi anh em ơi. Game đấu này tôi cứ tưởng tôi xanh, tôi định lên hai cái kiếm xanh anh em ạ. Nhưng còn Moskov nó lực quá, nó lực điền quá các ông ơi. Cho nên là tôi sẽ buộc ở đây là phải lên giáp gai. Một tình huống núp bụi đến từ top mỡ, nhảy vào cùng với đó là Alpha, hỏa tiễn đến từ Vạch Sana, nhưng mà chỉ đẩy lùi được Alpha mà thôi bởi vì mỡ miễn khống chế.
giao tranh sẽ được nổ ra đây. Johnson chở Odette đến với bến bờ của cái chết anh em ạ. Và Odette đi bụi luôn. Anh em thấy không ạ? Đôi khi trong dòng đời tấp nập, vô tình Odette gặp phải thằng Johnson lái xe kiểu như thế này thì Odette đi bụi luôn. Thôi lót anh em ơi, lót đi anh em ơi, lót đi là ăn chắc mặc bền rồi. Team bạn vẫn còn hai đứa có khả năng thủ nhà, cứ lót đi rồi ăn chắc mặc bền cái đã. Và One cũng đã lên bảng điểm số mất rồi. Moscow thì anh ta có mặt ở đây, anh ta đã bị dồn sát thương và anh ta lên bảng điểm số. Karina nhảy ra và cô ta trừng phạt không thành công, mượn cũng đã có được mạng của Karina luôn. Và đây là 17-18, Lapu cực kỳ xanh chín. Team bạn mất 4 người, chỉ còn lại duy nhất Vaisana mà thôi. Tuy nhiên là ở cái thời điểm này không phải là cái thời điểm hợp lý để đẩy nhà đâu anh em ạ. Bởi vì là team bạn nó cũng hồi sinh gần hết rồi. Thật ra team bạn nó hồi sinh trễ 10 giây thôi là auto win. Nhưng mà bây giờ thì team bạn nó cũng đã ra. Còn Moscow, còn Karina vẫn đang trên bàn thờ. Mỡ đang có mặt ở đây, lót đang vào 10 giây nữa. Liệu có endgame được không đây? Rất nỗ lực, mỡ đang có được những cái tình huống cấu gì ở bên ngoài. 4 giây nữa Moscow hồi sinh. Mỡ sẽ cố gắng gọi là đi vào, lót đang đánh nhà rồi. Có lẽ là như vậy, Moscow nhảy ra. Alpha có được mạng của Vexana nhưng Alpha cũng đã phải lên bàn điểm số. Mỡ đang muốn nhảy vào. Đây, hai chém thôi. Một chém nữa. Đây rồi, win rồi. Vâng, trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Lapu ở meta hiện tại mùa giải thứ 28 đi rừng. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.